Truyện tích thứ 85, chuỗi hạt mân côi với thánh Ignacio Loyola sáng lập dòng tên. Ignacio sinh năm 1491 tại làng Basque, nước Tây Ban Nha, con nhà quý tộc của phó vương Navarre, là sĩ quan trong quân đội, bị thương và được tịnh dưỡng tại bệnh viện. Trong lúc rảnh rỗi, ngài đã đọc nhiều sách đạo và đã tìm thấy một chân lý là muốn hiến thân sống âm thầm khổ hạnh, phó dâng cả cuộc đời mình cho Chúa và cho Đức Mẹ. Là một vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, ngài lấy chuỗi mân côi làm vũ khí chống đối mọi âm mưu của ma quỷ và xin Đức Mẹ cho mình được chiến thắng để hoàn thành được công tác thành lập tu hội dòng Chúa Giêsu cùng với các bạn cùng chí hướng. Cả cuộc đời của người là một sự tận hiến tuyệt đối cho Đức Mẹ. Khi còn là một thanh niên, người gia nhập quân đội hoàng gia và ước ao trở thành hiệp sĩ Đức Mẹ. Người thấy rằng cần phải có những hiệp sĩ để chiến đấu bên vực hội thánh. Người đến nhà thờ dòng Benedictine tại Montserrat và đặt thanh kiếm của người dưới chân tượng Đức Mẹ và tuyên thệ tận hiến xin trở thành hiệp sĩ của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu. Đêm ngày 25 tháng 3, khi mọi người dự thánh lễ truyền tin thì người đi xưng tội, canh thức trọn một đêm để cầu nguyện. Đức Mẹ đã nhận lời nguyện của Ignacio và chọn người làm hiệp sĩ của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ và của hội thánh. Từ đó Ignacio trở thành người đứng đầu của đoàn hiệp sĩ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Sau đó, đoàn hiệp sĩ này trở thành dòng tên Đức Chúa Giêsu và đã giúp cho hội thánh rất nhiều công tác đặc biệt, làm sáng danh Thiên Chúa và giáo hội ở trần gian. Thánh nhân qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556. Dòng tên, tên của Chúa Giêsu, Jesus, phát triển hầu khắp thế giới. Khẩu hiệu của dòng là A, M, D, G. Tất cả là vì sáng danh Thiên Chúa. Các cha dòng tên đi đâu cũng giảng về Chúa Giêsu và Đức Mẹ, khuyến khích mọi người nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, nhất là Thánh Francisco Xavier, người bạn đồng chí hướng với Thánh Ignacio trong công tác lập dòng tên ngay từ thuở ban đầu, đã tình nguyện sang phương Đông giảng đạo. Đi đến đâu, Thánh Francisco Xavier cũng giảng về chân lý đạo Chúa, rửa tội không biết bao nhiêu là giáo hữu tân tòng ở Ấn Độ, ở Nhật Bản và truyền bá chuỗi hạt mân côi cho mọi người. Ngài định sang Trung Quốc giảng đạo thì giữa đường ngài qua đời, để lại cánh tay phải còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này ngài đã rửa tội không biết bao nhiêu là ngàn người. Lời bàn: trong hội thánh có rất nhiều dòng nổi tiếng như dòng tên, dòng Dominican, dòng Francisco khó khăn, dòng Chúa cứu thế, dòng khổ tu Citus. Các dòng tu nào cũng đều có một chí hướng riêng biệt và một công tác đặc biệt. Chung quy cũng là sống một đời sống chiêm niệm, khắc khổ tu thân, thánh hóa bản thân và giúp hội thánh truyền giảng chân lý đạo của Chúa ở trần gian này. Thường thường các dòng đều có mục đích giống nhau là sống cuộc sống chiêm niệm, gần Chúa, xa lánh thế gian, thánh hóa bản thân, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, cho thế gian, cho sự thái bình và cho hội thánh. Tuy nhiên, cũng có những mục đích khác nhau, tùy theo từng công tác được hội thánh giao phó. Tuy nhiên, nói chung thì nhà dòng nào cũng có hai nhiệm vụ chính là tôn thờ thánh thể và lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi. Nếu thiếu một trong hai nhiệm vụ đó thì không còn kể là nhà dòng nữa. Amen.